Ồ, cái con này bắn cũng khá là mạnh đó các bạn ơi. Tuy là mới có level số 3 thôi mà nó bắn tới 3 hạt động cũng được đó. Ý, quên nữa một chút xíu nữa là tiêu nữa rồi. Bắn con này cho tốc độ ra đi, để giờ lo. Rồi, ok, xin chào các bạn nha. Thì tiếp tục cái level số 16 thì bên nay mình sẽ qua cái level số 17 của phần bãi biển lớn nha các bạn. Trước tiên thì mình cứ mua cái con này vô boss lên 12 đô, 12 viên kim cương nè đó. Nếu bạn nào có kim cương thì mình boss lên, còn không có kim cương thì mình chơi bình thường nha. Hôm nay mình sẽ lựa một cái cây mới lạ lạ để mình chiến đấu với zombie coi như thế nào nha. Để coi cái con đó như thế nào thì mời các bạn vô xem video của mình nha. Rồi ok, let's go thôi nào. Chưa có chọn được zombie các bạn ơi. Ủa, chưa có chọn được cây. Hôm nay mình sẽ chọn cái cây nào đây? Cây nào mà lạ lạ chút cho các bạn xem đỡ ngán, chứ thường mấy cây cũ hoài cũng ngán các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đặt cái cây này, cây đậu nè. Cây đậu tướng như vậy nè. Với con thỏ đi. Rồi ok. Nhiêu đó là được rồi. Mua thêm cái lá sen nữa đi, để lỡ như nước nước biển nó có dâng cao thì mình còn có chỗ để mình đứng nha. Rồi ok, đánh góc thôi. Hôm nay nhiệm vụ chính là cái đậu tướng nhưng mà đậu này cũng giống như cái đậu kia nhưng mà nó đổi cái mão, thấy nó dắt nó làm tướng hay gì đó, mình kêu nó cái đậu tướng nha, chứ mình chưa biết nó tên gì nữa. Đó, trước tiên mình trồng qua hướng dương cho thật là nhiều vô, xong mình lấy qua mặt trời. Lấy mặt trời để chút xíu mình mua cây. Đây, thì trong cái level này thì có mấy chiếc cano bảo vệ nha các bạn. Nếu mà zombie nó đi qua khỏi cái khu này thì cái chiếc cano này nó sẽ chạy ra nó giết tất cả các zombie nha. Còn nó đi không tới thì nó phải chết thôi. Ok. Dùng những cái bàn này nếu các bạn mà đi qua khỏi cái làng rong này là bị chết thì phải các bạn ơi. Cho nên mình phải tranh thủ giữ cái hàng rong này lại nha, nếu không mà zombie mà nó đi tới cái hàng rong này là mình sẽ bị tiêu diệt nha, mình sẽ bị chết đó. Nó sẽ vô nó ăn cái bộ não của mình đó. Ồ, cái con này bắn cũng khá là mạnh đó các bạn ơi. Tuy là mới có level số 3 thôi mà nó bắn tới 3 hạt động cũng được đó. Ý, quên nữa một chút xíu nữa là tiêu nữa rồi. Bắn con này cho tốc độ ra đi, để giờ lo nhìn không lo đặt thêm. Vì đặt một hàng lá sen đi. Đợi chuẩn bị cho nó qua khúc về cho nó mạnh tí coi. Dường như nó bắn hơi khá là mạnh các bạn ơi. Nó bắn một nghe bum 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 rồi biết rồi đó. Thấy không? Nó bắn một hơi rồi nó sẽ giống như là nó mạnh lên đó, nó bắn ra một lượt đạn luôn. Quá dữ. Đúng là đậu tướng có khác, bắn khác đậu thường nhiều. Ôi trời, hết qua hướng dương rồi hả? Phải mua qua hướng dương cấp hành thôi. Qua hướng dương rồi khi đặt xong nó ra nhiều, chứ mình không đặt nữa cái nó yếu xìu các bạn. Cho nên bạn nào mà muốn thu thập qua hướng dương nhiều thì mình phải là nhanh lên nha. Rồi mình phải bọt là mình bứng lên. Ôi, cái con gì nó qua đây rồi. Cứu hộ các bạn ơi. Có mấy cái con này nó vô đây nó xuất hiện quá là nguy hiểm. Được rồi. Vàng đâu? Điểm lực nó một cái đi. Tình hình khá là nguy hiểm. Ôi trời, tí xíu nữa chết rồi. Ôi vậy là chiến thắng luôn rồi đó. Ồ. Một cú dung tiền thật là lợi hại. Một cú dung vàng chứ đâu, chỉ cần một cú dung vàng thôi là mình đã chiến thắng zombie rồi các bạn ơi. Rồi như vậy là cái level số 17 này là cũng đã qua màn nha, rất là đơn giản với cái cú vung vàng ở phút 90 nha các bạn. Phút cuối cùng là quăng cái cục vàng ra, cái là cho điện giật nó mấy con zombie đi bụi hết rồi. Thì mình sẽ tạm dừng video ở đây nha. Nếu bạn nào mà chưa subscribe kênh đó thì nhớ subscribe kênh để theo dõi các video kế tiếp của mình nha. Nhớ nha, nhớ subscribe kênh rồi có quảng cáo đồ lít đồ vô luôn nha, chia sẻ đồ nha, để mình mới có động lực mình quay video cho các bạn xem nha. Rồi ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Ok, bye bye. Ngủ thôi.